trước khi ngủ quý vị các bạn có thể hít thở như này, à, sẽ tránh mất ngủ và giống như ngủ sâu giấc hơn đấy. Hít vào mũi, thở vào miệng, nhưng mà khi thở miệng quý vị các bạn chú ý tròn tròn môi chứ không phải há miệng là thở này, này chứ không phải là hồi há há là thở là nó bị nó mất mất cái nước trong trong khoang miệng, làm khô khoang miệng này. Khoang miệng là về trời lạnh như thế này là có thể gây viêm họng nhé. Quý vị các bạn thở miệng tròn miệng như này. Chào quý vị các bạn, tôi vừa làm xong quý vị các bạn cái video về uống nước. Đấy. Tôi lại chợt nhớ ra rằng là có một cái nữa quan trọng hơn đối với cơ thể của quý vị các bạn ngoài nước ra thì đó là hơi thở, đó là oxy đi vào trong cơ thể quý vị. Hàng số các bệnh nhân như bệnh chân bị hen chẳng hạn thì cái việc điều trị với họ cho họ kết hợp với cái việc mà luyện tập hơi thở là sẽ điều trị được dứt điểm bệnh nhân. Bệnh nhân năm nay 50 tuổi thì người ta bị hen đến 30 năm nay. Đấy. Mà tôi điều trị trong vòng 2 tháng người ta đã khỏi. Thì cái nguyên tắc chính ở đây là mình phải kết hợp với tập luyện hơi thở. Bởi vì sao? Bởi vì người hen người ta không biết thở. Người ta không biết thở đúng cách. Họ thường thở bằng miệng hoặc hít bằng miệng, bởi vì cái mũi nhiều khi họ bị viêm mũi này. Đấy. Và nhiều khi hít bằng mũi họ không quen. Nên là họ quen họ thường thở miệng như thế này. Đấy. Thì thở sẽ thở cá, nên là cái hiện tượng này thở thì oxy nó không vào được quá nhiều trong phổi, nhưng không vào nhiều, không trương đầy trong bể phổi, trong cái hai cái túi phổi nhé. Cái hiệu suất hô hấp nó thấp. Đấy, chính vì hiệu suất hô hấp thấp thì và càng làm kích thích cho cái phế quản của mình nó co thắt. Khi cái phế quản co thắt càng làm chứng hen tăng lên, thì đấy là người hen bình thường. Nhưng mà tôi chỉ nói chia sẻ với quý vị các bạn hôm nay là cái cách mà mình nâng cao sức khỏe của mình bằng cách hít thở. Thường rất ít khi để ý hơi thở của mình, đúng không các bạn? Bởi vì hơi thở là hơi thở tự nhiên nên ít người để ý đến hơi thở của mình. Và khi thể trạng cơ thể yếu đi thì hơi thở thường gấp hơn. Đấy, thường hay người mệt ấy, thì người hay thở dài. Đấy, thì thở dài cũng là cái tốt thì nó tăng cái lượng oxy vào cơ thể. Đấy, thì hôm nay thì tôi sẽ trình bày với quý vị các bạn một cái cách thở như thế nào để nâng cao, để dưỡng sinh và nâng cao sức khỏe của cơ thể của chúng ta, của các quý vị các bạn. Đặc biệt là những người vận động thể dục thể thao thì người ta sẽ biết ngay là cách thở như nào cho hợp lý, aerobic như này. Đây cách thở như này quý vị các bạn nhé. Đặc biệt là nếu mà thở đều được, tập đều được thì chắc chắn là cái thể trạng sức khỏe nó sẽ nâng lên rất là tốt. Là quý vị các bạn này. Thì cái thở này, cái hơi thở ấy, thường muốn hít được vào đầy trong phổi thì mình hít bằng mũi. Hít bằng mũi thì nó vào đầy. Đường mũi là đường đi vào phổi nhanh nhất và nhiều nhất. Đấy. Và đường thở ra thì lại phải thở bằng miệng, hít bằng mũi và thở miệng. Đấy, các bạn nhìn này, thì nó căng lồng ngực lên. Nó ngứ một lúc thì mình thở bằng miệng. Cái này tập lúc đầu thì rất là khó khăn nhưng tập nhiều nó sẽ khỏe. Các bạn ạ, tôi chạy thể dục hay là tôi chạy điền kinh, chạy marathon, tôi đều hít thở đều như thế. Nếu hít thở đều thì nhịp tim cũng đều. Các bạn nhé, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Khi các bạn chỉ cần chú ý đến nhịp thở của mình hàng ngày một chút thôi là tự dưng cơ thể nó nâng cao được sức khỏe lên, bởi oxy nó được tiếp đầy vào trong những mạch máu. Đấy, là quý vị đã nâng cao sức khỏe rồi. Đôi khi mình hít thở không đúng, vừa mất năng lượng cho việc hô hấp, vừa thiếu hụt oxy, thiếu hụt oxy nhiều như một vùng não. Chính vì thế là thiểu năng tuần hoàn não rồi các bệnh khác liên quan. Bây giờ trình bày với quý vị các bạn cách để thở cho đúng. Thở để, thực ra nếu quý vị các bạn chỉ cần hít thở đều bằng mũi thôi cũng là tốt rồi, nhưng mà nếu thay bằng miệng thì cái hiệu suất hấp thụ oxy tốt hơn. Hít vào như này nhá, hít làm sao cả cơ hoành, cả lồng ngực đều nâng lên. Thường thì phụ nữ người ta hít được thì lồng ngực thở bằng ngực, còn đàn ông thì hít bằng bụng thở bụng. Đàn ông được cơ hoành của phụ nữ là vùng ngực. Trong cái vận động, trong cái khi cần oxy nhiều quá thì buộc phải hít cả lồng ngực và cả cái bụng, như thế thì oxy nó vào nhiều hơn. Đây nó khá giống như là thở dài đấy, tuy nhiên là cái nhịp nó chậm hơn thở dài, nó chậm hơn một chút, hít và chậm, sau đó thở ra cũng chậm đều đều. Đấy, như thế thì là oxy nó vào trong cơ thể nhiều nhất, tốt nhất.
Ví dụ các bạn chỉ cần hít như thế này khoảng 15 đến 20 lần. Ví dụ bạn thử xem, thử làm cho tôi xem. Hít khoảng 10-15 lần tự dưng người nó cảm thấy nóng lên. Người nó cảm thấy nóng lên, các bạn thử nhé, thử giống tôi nhé, theo tôi nhé. Ok, đấy nóng rồi đấy quý bạn. Thì quý bạn lưu ý rằng là cái hít thở chỉ cần tập thôi, tập dần nó mới quen, không thể một sớm một chiều nó có thể tập được. Nhưng mà chỉ dài thì quý vị các bạn cũng chỉ cần mất một tuần có thể tập được thói quen để thở hít thở như này nhé. Trước khi ngủ quý vị các bạn có thể hít thở như này là sẽ tránh mất ngủ và dễ đi ngủ sâu giấc hơn đấy. Thì hít vào mũi, thở vào miệng. Nhưng mà khi thở miệng quý vị các bạn chú ý tròn môi chứ không phải há miệng để thở này. Này chứ không phải là hỏi há nó thở là nó bị nó mất mất cái nước trong 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 khoang miệng, làm khô khoang miệng này. Khoang miệng là về trời lạnh như thế này là có thể gây viêm họng nhé. Như gọi là thở miệng tròn miệng như này đấy. Ok quý vị, các bạn thấy cái video này hay thì có thể chia sẻ với mọi người nhé. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video và xin hẹn lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.